Mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Đầu tiên thì có một con tab Samsung to vật vã 10 inch pin trâu, hàng chuẩn chỉ ok, nhưng mà giá thì lại rất rẻ, thanh lý cho các bạn với cái giá là 2 triệu 3 thôi. Đó là con tab AT510, 10 inch to, chuẩn chỉ ok và là hàng chuẩn của Samsung. Cái này dùng để hát karaoke hay là nghe nhạc xem phim đều rất là chuẩn các bạn nhé. Con này thì có được cái RAM 3 và bộ nhớ là 32GB. Nói chung là máy thì ngoại hình không được đẹp lắm, nhưng khoảng 97-98%. Ok, cái quan trọng là nguyên zin, chính hãng của nhà Samsung nên rất là chất lượng. Và bên mình bán giá thanh lý chỉ có 2 triệu 3 thì sẽ bảo hành cho các bạn 1 tháng và lỗi là mình đổi cho các bạn yên tâm. Như vậy các bạn cũng đã biết rằng là ở Di động Nhật Nam thì bán tất cả những cái sản phẩm sẽ là giá máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship. Các bạn có thể tận dụng những cái bộ sạc các bạn đã có, còn nếu bạn nào không có thì chúng ta mua thêm cộng thêm tiền. Còn giá mình báo luôn luôn chỉ là giá máy thôi các bạn nhé. Và 2 triệu 3 là mức giá dưới 2 triệu rưỡi, cho nên mình sẽ bảo hành là 1 tháng và lỗi là mình đổi không sửa chữa, quá yên tâm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có sản phẩm đó là iPad Air. iPad Air đây là phiên bản 32GB các bạn nhé. Màn hình to 9,7 inch. Và iPad Air này thì mình có một máy thôi, màu xám đen chuẩn chỉ ok và có ngoại hình đẹp khoảng 99%. Chính hãng của nhà Táo sản xuất và giá bán sẽ là 2 triệu 600 nghìn và sẽ bảo hành cho các bạn tới 6 tháng. Đấy thì theo một cái quy luật là cứ dưới 2 triệu rưỡi là bảo hành 1 tháng. Tuy nhiên mặt hàng thì cũng vẫn là mặt hàng chất lượng như nhau thế thôi, các bạn cứ yên tâm. Lỗi thì nói thẳng ra là trong những trường hợp xui xẻo hoặc là ngoài ý muốn thôi các bạn nhé. Còn về sản phẩm mà Nhật Nam bán thì là sản phẩm zin chất lượng nên là rất ít lỗi, các bạn cứ yên tâm. Di động Nhật Nam đã bán rất là nhiều năm rồi nên mọi người cũng đã biết đến cái thương hiệu Di động Nhật Nam rất là nhiều rồi. Rồi thì con này là 2 triệu 6 thôi và đây là iPad Air. Lưu ý là bộ nhớ 32GB các bạn nhé, một cái duy nhất thôi, màu xám đen. Giá rẻ 2 triệu 6. Tiếp theo là con iPad Gen 5. Con Gen 5 này thì mình bán rất rẻ cho các bạn, con Gen 5 32GB, nhưng mà mình lại chỉ bán có giá là 3 triệu rưỡi. Thì thật sự đây là một mức giá cực sốc. Và đây là một con máy màu bạc các bạn nhé, màu bạc iPad Gen 5, xài rất là sướng. Màn hình cũng to, đâu đó loanh quanh là 9,7 đến 10 inch. Dòng Gen 5 thì cấu hình khá là cao và có vân tay vân tiếc đầy đủ ok. Và cũng là hàng chính hãng của nhà Táo và cũng sẽ bảo hành tới 6 tháng. Lỗi là đổi không sửa chữa và giá bán sẽ là 3 triệu rưỡi, một mức giá khá rẻ. Tiếp theo là con iPad Pro 10.5 inch. Màn hình 10,5 thì rất là to và đây là phiên bản 64GB và con máy này là hàng kiểu như tồn nên rất keng. Hàng tồn kho lên leng keng xà beng chẳng khác gì mới luôn á. Đẹp lắm, keng lắm và xài rất là chất nhá. Đây thì các bạn thấy để đây là nó hơi bụi đây, bụi lấm tấm nhưng màn hình mình chùi đi một cái. Còn mỗi một cái thôi, hôm nọ về đâu đó một mớ mình bán hết rồi. Còn đúng một cái nhá, ai kết thì chúng ta mua. Đây là màu xám đen hay còn gọi là màu gray và hàng chuẩn chính hãng của nhà Táo sản xuất. Cũng như là sẽ bảo hành cho bạn 6 tháng, cam kết là zin chuẩn quốc tế và giá bán sẽ chỉ là 6 triệu rưỡi thôi. Rất là ok, chuẩn chỉ các bạn nhé. Nói chung rất là ok đấy. Một mức giá đẹp các bạn ạ. Rồi tiếp theo nữa thì có một con tab Samsung. Và con tab Samsung, con tab A8 đời mới sản xuất như 2023 thì phải. Con này màn hình ngang, màn hình xoay ngang. Và máy thì là máy còn rất mới, không khác gì máy mới và là sản phẩm chính hãng của Samsung. RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB, cực chất, cực chuẩn luôn. Và giá bán thì nói thật với các bạn là ngày hôm nay rất rẻ là 3 triệu 900 nghìn cho các bạn nhé. Máy rất mới, Samsung Galaxy Tab A8. Con này chạy rất là ngon, chuẩn chất ok và chính hãng. Hơn thế nữa, hàng siêu lướt lên không khác gì là máy mới nha. Không khác gì đập hộp đâu. Tuy nhiên thì mức giá quá là êm để các bạn mua rồi. Rồi tiếp theo là còn duy nhất một con iPad E2 phiên bản 16, giá rẻ nhất trái đất đấy, 2 triệu 7 các bạn ạ, màn hình 9,7. E2 mà có 2 triệu 7 thì nói thật là có mỗi một đợt hàng đó mình bán rẻ thế thôi. Và còn sót lại một cái đây thì mình cũng bán nốt cho xong chợ các bạn nhé. Sản phẩm này cũng chính hãng của nhà Táo và màn hình cũng là 9,7 và iPad E2 thì có vân tay vân tiếc là đầy đủ rồi. Và giá chỉ có 2 triệu 7, con E2 này cực kỳ chất lượng. Các bạn biết là bạn nào đã từng xài mà đi thay quả màn hình này không toàn mấy triệu. Đắt lắm, ở đây là nguyên một con máy zin bán cho các bạn với giá có 2 triệu 7 thôi. Thật sự rất là rẻ các bạn nhé. Rồi tiếp theo nữa đây thì
mình sẽ có cái sản phẩm sản phẩm iPhone 7 các bạn, iPhone 7 đi. iPhone 7 thường, 7 nhỏ phiên bản 128GB màu gold và giá bán là 2,5 triệu. Nói chung là hàng chuẩn đẹp, ok, zin quốc tế, ngon lành cành đào các bạn nhé. Màn hình nhỏ 4,7 inch, vân tay vân tiếc đầy đủ, ok. Bộ nhớ nhiều 128 thoải mái xài và giá 2,5 triệu cũng rất là rẻ. Và mức giá này thì cũng được bảo hành đến 6 tháng rồi. Bên mình bán sẽ không tặng phụ kiện và không bao ship các bạn lưu ý. Và cũng không chụp ảnh qua Zalo. Nên là các bạn thông cảm đừng nhắn tin cho mình để yêu cầu chụp ảnh qua Zalo nhé. Mình sẽ nói là hết máy rồi. Đấy. Nói như vậy đi cho dễ để tránh mất thời gian của cả đôi bên. Vẫn mua vừa bán các bạn ạ. Rồi tiếp theo ở đây thì mình có Samsung Galaxy A51 các bạn ơi. A51 màu xanh này thì lưng nó hơi phải nhẹ, mình không muốn thay, mình để nguyên zin bán cho các bạn. Vì cái này thực tế bạn dùng ốp hay là dán cũng rất là đẹp rồi. Ok, và màu xanh A51 RAM 6 bộ nhớ 128 này thì mình bán cho các bạn với cái giá là 2,7 triệu các bạn nhé. 2,7 triệu, con này có phải nhẹ, bán 2,7 triệu. Rồi tiếp theo nữa là iPhone 13, mình có được một con hàng chính hãng VN chất như nước cất. Nói chung là máy zin đẹp, cực kỳ đẹp. Và con này ngày hôm nay có giá bán là 12,8 triệu. iPhone 13 phiên bản 128GB, máy đẹp len keng xà beng như là máy mới, cực chất. Không chê vào đâu được các bạn nhé. Tình trạng pin 9X luôn. Bộ nhớ 128GB và cực chuẩn và khá mới. Có thể nói là rất là chất lượng luôn. Con này thì quá ưng ý. Và giá bán ngày hôm nay là 12,8 triệu các bạn ạ. 12,8 triệu. Còn về cái sản phẩm tai nghe JBL mình bán thanh lý tri ân khách hàng với giá 230 thì hiện tại vẫn còn các bạn nhé. Giá 230 thì hiện tại vẫn còn ở đây. Bạn nào kết thì chúng ta mua, đây là tai nghe không dây hàng linh kiện JBL. Nói chung là nghe hay chuẩn chỉ, ok. 230 là bao ship toàn quốc rồi. Các bạn cứ việc nhắn tin địa chỉ là mình sẽ ship đến tận nơi. Tiếp theo thì có Oppo Reno 8T 5G. Thì có rất nhiều những thanh lý đã hết và hôm nay còn đúng một cái nguyên hộp mới tinh. Và sẽ bán cho các bạn với cái giá là 6,5 triệu các bạn nhé. Màu bạc, máy cực kỳ chất luôn. Đó, màu bạc, màn hình cong 256 nha. Lưu ý đây phiên bản 256 và đã thế lại còn nguyên hộp lên cả bộ sạc zin còn nguyên. Bộ nhớ 256, Reno 8T mới tinh tồn kho, giá 6,5 triệu. Tiếp theo là có A34 5G phiên bản 256. Hôm nay mình cũng sẽ giảm giá cho các bạn rất rẻ là 5,6 triệu thôi. Rất rẻ các bạn nhé, màu bạc, Samsung chính hãng. Samsung Galaxy A34 5G. Hôm nay có giá rất rẻ cho các bạn là 5,6 triệu. Nói chung là giả xả hàng nốt cuối năm, vài hôm nữa là đón 2024 rồi các bạn nhé. Tiếp theo là có iPad Gen 9. iPad Gen 9 thì hôm nay mình cũng sẽ bán cực rẻ cho các bạn với cái giá là 6,6 triệu thôi. 6,6 triệu thì rất rẻ rồi. iPad Gen 9 và 6,6 triệu, 64GB màu xám đen khá mới như thế này thì có thể nói là một cái mức giá đáng mua rồi các bạn nhé. Không chốt nữa thì chắc hết. Ok các bạn, chính hãng của nhà táo. Rồi tiếp theo nữa là S8 Plus chính hãng, màn hình cong, quả là siêu phẩm luôn. Đến tầm này mà còn được một con máy zin đẹp như thế này, cực chất, màu gold, giá 3,3 triệu cũng là một mức giá khá rẻ các bạn nhé. S8 Plus, màn hình cong, chính hãng của Samsung, giá 3,3 triệu. Tiếp theo là K20 Pro. K20 Pro phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64GB, giá cực rẻ cho các bạn là 2,7 triệu. Thật sự là một mức giá rất rẻ, bảo hành 6 tháng. Con này camera thò thụt các bạn ạ, thò lên thụt xuống và màn hình tràn viền, rất là chất. Mặc dù phẩy nhẹ viền nhưng nhìn cũng còn rất đẹp và rất đáng mua, ok. Dùng khá đẹp bạn nhé, phẩy nhẹ thôi. Giá có 2,7 triệu, rất rẻ. Tiếp theo thì 11 Pro Max thì ngày hôm nay giá rẻ cực kỳ. 11 Pro Max màu xanh rêu 64GB ngày hôm nay chỉ còn mức giá bán là 9,5 triệu. 9,5 triệu phiên bản 64GB cực chất, máy zin quốc tế, ngon lành cành đào các bạn nhé. Xả hàng 9,5 triệu cho các bạn, 11 Pro Max 64GB màu xanh rêu. Tiếp theo là 11 Pro Max màu gold phiên bản 64GB luôn và giá bán cũng sẽ là cao hơn màu xanh 200 là 9,7 triệu các bạn ạ. Như vậy cũng rất rẻ, mức giá dưới 10 triệu. Rất ok các bạn nhé. Rồi A54 thì ngày hôm nay có mức giá cực kỳ rẻ cho các bạn là 6,5 triệu. 6,5 triệu A54 5G chính hãng, 2 SIM, hàng tồn kho lên rất là mới, không khác gì máy mới các bạn ạ. Giá 6,5 triệu. RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình to 6,6, pin trâu 5000, chính hãng của Samsung. Rất là ngon,
rất là chuẩn. Và A54 thì hình như là mình còn cả màu đen đấy các bạn, nhưng mà đây đây màu đen đây, tìm mãi không thấy. Ok, A54 màu đen đây, và giá bán cũng sẽ là 6,5 triệu cho các bạn, một mức giá rất rẻ. Máy cũng khác máy mới bạn ạ, mới sạc ít lần à, mới sạc có vài lần còn rất ngon các bạn nhé. Pin châu 5.000, giá có 6,5 triệu. Tiếp theo có một con Tab A thanh lý cho các bạn với giá 1,2 triệu, xả hàng 1,2 triệu. Con này thì Tab A 8 in RAM 2, bộ nhớ 32 và chính hãng của Samsung, nói chung cực rẻ. Con này về để hát loa kéo, xem YouTube rồi ok rồi các bạn nhé. Màn hình 8 in xấu xấu tí nhưng mà nó rẻ, có 1,2 triệu thôi, hàng chính hãng. Rồi tiếp theo là Redmi Note, không phải, con này là Redmi 12 thôi, Redmi 12 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128 với giá cực sốc là 3,2 triệu. Thật sự là cực sốc luôn, và máy thì gần như là máy mới luôn các bạn nhé. Màu bạc, mình có màu bạc và cả màu xanh nữa, bạc và cả màu xanh. Ở đây màu bạc là 3,2 triệu và màu xanh mình cũng bán là 3,2 triệu. Nó là Redmi 12, giá 3,2 triệu thì rất rẻ rồi các bạn ạ, không còn chần chờ gì nữa các bạn nhé. Màn hình to tới 6,7 inch, pin châu tới 5.000 và RAM tới 8GB, bộ nhớ 128, tránh nhầm lẫn với phiên bản RAM 4 nha. Những phiên bản RAM 4 thì người ta bán rất rẻ. Rồi tiếp theo là iPhone 8, 8 thường, 8 nhỏ thì hôm nay còn một máy ở đây 64GB, chuẩn zin quốc tế ngon lành, sẽ bán cho bạn với cái mức giá là 2,8 triệu. Vân tay vân tiếc đầy đủ, bộ nhớ 64, màn hình 4,7, rất là ok. Tiếp theo là Samsung Galaxy A53. A53 thì hôm nay có mức giá bán cho các bạn là 4,9 triệu. Máy đẹp màu xanh, tươi xanh như nồi canh, pin châu 5.000. RAM 8 128, màn hình đục lỗ AMOLED 6,5 inch, chính hãng của Samsung. Bảo hành lên đến 6 tháng và giá bán chỉ có 4,9 triệu. Có 3 màu cho các bạn lựa chọn nhé. Màu xanh, tiếp theo là màu trắng, cũng đẹp len keng xà beng như vậy và cũng là hàng chính hãng, cực chuẩn như vậy. Và giá bán cũng là 4,9 triệu các bạn nhé. A53 chính hãng. Rồi tiếp theo là màu đen đây. Đấy, như vậy là đủ 3 màu cho các bạn lựa chọn luôn. Cực chất, phê như con TT, sắm Tết dần đi các bạn. Cận Tết cập dập giá lên. Tầm này thì giá đang nhúng. 4,9 triệu là một mức giá đẹp đối với A53 5G chính hãng nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa đây thì hôm nay còn một cái sản phẩm A77S đây. Còn duy nhất một cái thôi, cái này em nọ có nhiều lắm. Mấy cái bán hết rồi, hôm nay còn đúng một cái màu xanh. Con này tại vì 3,8 triệu thì đáng mua quá vì quá ngon. Màu xanh tươi xanh như nồi canh như thế này nữa. 3,8 triệu à, máy đẹp keng, chuẩn zin ok, chính hãng Oppo, RAM 8, bộ nhớ 128 các bạn nhé. Giá có 3,8 triệu thôi, thật sự là một mức giá đáng mua và chính vì vậy mình chỉ còn đúng một cái thôi. Rồi tiếp theo là Zeno 8. Zeno 8 thì hôm nay cũng sẽ bán cho bạn với mức giá cực rẻ là 4,9 triệu. Oppo Zeno 8 khá mới, màu vàng nhá. Đấy, đẹp keng, chuẩn ok các bạn ạ. Chất lượng cực kỳ, ngon lành, cành đào, RAM 8, 256, giá bán có 4,9 triệu thôi. Rồi tiếp theo đây 12 Pro thì còn duy nhất con màu trắng. 12 Pro thì hàng nó khoảng 9,8, 9,9, ok nguyên zin. Đấy. Có một số bạn thì cứ chê những cái vết chảy nhẹ nhẹ, nó thật nó zin nó chảy tí chuyện bình thường, có một số cái nó thay pin thì người ta gỡ ra nó thay pin. Đấy. Thì sẽ cộng thêm tiền, còn cái như cái này không thay pin, cái này pin zin. Bộ nhớ 128 12 Pro màu trắng này thì mình bán là 10,9 triệu. Đó, máy nguyên zin chuẩn quốc tế, bảo hành lên đến 6 tháng. Chuẩn chất ok, nói chung máy cũ có những cái nó hơi răm răm chảy chảy nhẹ nhẹ thì các bạn cũng thông cảm, chúng ta dùng ốp chúng ta xài, có cái gì đâu, mua máy cũ mà chúng ta kỹ quá thì thôi, lần sau cho mình chẳng dám bán cho nữa. Rồi tiếp theo nữa đây thì có con Xiaomi cực đỉnh, Xiaomi 11T. Nói chung dòng Xiaomi 11T thì khỏi phải chê rồi. Dòng này nó thuộc cái hệ gọi là nồi đồng cối đá, pin châu cấu hình lại khỏe. Pin châu lên đến hơn 5.000 và RAM 8GB, bộ nhớ là 128 các bạn nhé. Màn hình to 6,6, dòng này khá chất, dòng Xiaomi thì cực đỉnh rồi. Và giá bán của nó sẽ là 4,7 triệu các bạn ạ. Xiaomi 11T, còn duy nhất một con màu trắng nhé, 4,7 triệu. Mình thấy là một mức giá khá rẻ đấy các bạn ạ. Ngon đấy. Rồi tiếp theo là Redmi Note 12 Pro. Redmi Note 12 Pro thì ế đã lâu cho nên là cũng quyết định giảm sụt xuống mức giá cho các bạn là 4,8 triệu thôi. Rất rẻ rồi các bạn nhé. Màu xanh tươi xanh như nồi canh luôn. Redmi Note 12 Pro 4,8 triệu. Máy cực chất chính hãng, RAM 8 128GB.
Rồi, vừa rồi thì giới thiệu đến các bạn khá là nhiều những cái sản phẩm chất lượng xịn sò. Thì các bạn có thể đã kết được cái món nào thì liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc chốt đơn. Lưu ý rằng là các bạn hãy đăng ký kênh, theo dõi video clip, khi nào ưng ý cái nào thì mua, chứ còn mình không có chụp ảnh qua Zalo nữa các bạn nhé. Mong bạn thông cảm. Lý do là thứ nhất là mình bận, thứ hai là đôi khi mình cũng không có ở nhà suốt ngày, mình làm nhiều công việc nên chạy suốt à. Đó, cho nên là làm việc qua online không à. Chính vì vậy mình không có chụp ảnh, nó mất thời gian của mình lắm, các bạn thông cảm nhá. Còn các bạn cứ theo dõi kênh của mình nhiệt tình, khi nào kết rồi thì liên hệ đến mình để đặt cọc chốt đơn chứ không cần vội. Bạn nào nếu như cần thiết phải là chụp ảnh thì mới mua được thì thôi, chắc là các bạn mua shop khác giúp mình, thế thôi là được, cho đỡ mất thời gian tiền bạc hay là số điện thoại của các bạn. Và mình cũng xin nhấn mạnh rằng là mình chỉ có một shop duy nhất ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tất cả những nơi ở xa thì đều phải chốt với hình thức chốt mua online. Mình có ship code trên toàn quốc nhưng phải cọc trước cho mình vài trăm. Cho nên là anh em nào nói về vấn đề địa lý hay gần xa gì đó thì thôi, cũng đừng điện đến mình nhé. Cứ điện đến mình rồi cứ ối rồi ôi chết rồi, anh tận Hà Nội, anh tận Sơn La, anh tận đâu đâu, nói chung ship được hết á. Nhưng mà có điều là do là các bạn là cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên, màu mè vấn đề lên, nên là nó thành ra lại không mua bán được thuận lợi ha. Rồi thì ngoài việc mà ủng hộ Di Động Nhà Nam, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cái chuỗi nhà hàng BQ Garden, lẩu nướng không khói các bạn nhé. Ở đây nó có cái logo, các bạn bấm vào đó là nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang Facebook của nhà hàng để các bạn tham khảo. Rồi một lần nữa cảm ơn vì tất cả các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ shop Di Động Nhà Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.